Đây là 400 đô chú nhận đủ ha. 200 đô là của cô 3, 100 đô là của cô 8, 100 đô là của cô 6. Đây nhân vật chính đây. Cái đó là của 400 đô đó, gửi cho mày đó. Làm gạo chứ. Giờ đi tới đi lui được không? Chưa đi được. Mày phơi nắng rồi cho nó mau lạnh, chịu khó khiêng ra hoặc là ngồi ngoài nắng á. Bữa nay đi tái khám đi bằng taxi chứ đâu đi không ra được. Số của tao thường thường là ông Khánh ông điện về được mà, điện vô máy này nè. Điện Zalo hay điện gì? Ông điện gì? Messenger. Bả không lấy chứ thường thường buổi tối là ông Khánh ông điện về quái gì? Đi dõi mày đâu Cường? Trời năm nay có giá không chú Bùi? Không có giá luôn. Cắt quà lọc mà loại nhất nhiêu? Nó hôm hổm thì loại nhất được 40, loại nhì thì 20-25. Còn cỡ này thì coi nó loại nhất chắc còn cỡ chừng khoảng 25-30. Bữa nó mới có bán được mớ. Đâu có mặt chúng đi chỗ nào? Còn làm cái đó nữa chưa xong đâu. Nó bắt dít vô phải không? Cái gì? Tại mổ ở bệnh viện Nguyễn Di Phương ở thành phố Sài Gòn, nhưng mà mổ đâu được. Nó mở bệnh mình nó nù kì. Nó chảy vàng, nó chảy vàng thì bác sĩ nó bị tốt mà, nó hiệu lành. Gãy gì nè. Gãy dưới phải không? Gãy đây nè. Rồi bây giờ mình còn uống bia được không hay là mình phải bỏ? Ờ, chắc không? Nghĩ cái lỗ mũi, nghĩ cái miệng. Vậy để mà sao mà uống? Nó phải thôi. Cái này là lần thứ mấy rồi Cường? Không phải, ý của nó là hồi đó tao thấy cũng có chạy xước mấy lần đó.